lai là lao vào tìm kiếm Guma Yuzi. Guma vẫn bạn biết kiểm soát sâu tấn công thảo người của Elio, anh ta bị dính bài vàng, chiến công đầu cực kỳ nhanh chóng nha tôi biết. Nhưng phía bên kia gỡ lại được một mạng bởi Zilop, anh ta xóa được tiền rồi, bây giờ nằm xuống cũng không thành vấn đề. Đúng là chiến công đầu chỉ là cái tên mà thôi, khi mà Raven bóc được là 300 tiền từ mạng rồi thì bóc được thêm là 340 tiền từ cái nội tại cùng với 50 tiền đến từ cái thợ săn tham lam nữa. Còn đứng trên thì sao, Kia đang quá tự tin với con bài Udia này và chiến mỹ đã thấy kích hoạt lên, bật có cánh lên rồi và Kia đang chạy, anh ta vẫn sẵn sàng với một cú tốc hành Q2 hụt và Q3 không kết hợp với cú tốc biến của mình, tại vì biết là lượng sát thương cũng không thể đủ để hạ gục Kia. Và nhìn vào những lớp giáp trụ, Team Well lấy được một ở khu vực dưới, nhưng nửa cái trên đã có một khu vực trên và một khu vực giữa có solo kill không đây. Nói xích Q3 tốc biến, đó là solo kill dành cho Sparta. Và hơn nữa thì Kia không cầm tốc biến nên là anh ta phải đánh số ở pha cho Elevator tấn công. Anh ta bị làm choáng, rồng đã có dành cho thành viên của Gaming Sport rồi. Killer Queen anh ta sẽ lùi về được. Wow, đầu nha, Killer Queen có thể về mất tốc biến và sử dụng cái chiêu cuối để ép cho Killer Queen chạy về. Và đây là Emo sử dụng phi hồ, gọi bão ra tấn công một người của BA. BA né được không gió, anh ta nhảy cũng khá là khó chịu. Và BA né được toàn bộ những chiêu thức và cần phải phòng ngự. Twitter Fate trong tay của Ultimate đã có những tình huống biến mất. Một tình huống gọi bão chính xác ngựa BA. Lính đã vào, băng trụ nhịp tiếp theo. Một cú đồ hòa ba người. Và đó là án tử dành cho ba thành viên khu vực đường dưới của Team Well. Elio đang quá xuất sắc trong ván đấu thứ hai này khi anh ta liên tục có những pha xử lý quá chuẩn chỉ. Một xem nào. Bây giờ định mệnh vẫy gọi, Team Well mới là người chủ động ném thẳng vào người của Levi luôn. Một cú bơ tên lửa chạy ra, đổ hoa không dính ai cả. Julian vào lào, anh ta muốn lập trả người của Elio, dịch chuyển bởi Emo. Nhưng cuối cùng Mia là người đầu tiên nằm xuống dính hôn gió bởi Atomic. Atomic đang cố gắng bỏ chạy, Emo tiếp tục truy đuổi. Team Well vùng vỡ, bên phía bên kia Ultimate bị Levi dí. Bên này Emo hại gục của Artemis. Và Ultimate không đủ sát tư đà hại gục của Levi. Tiếp tục dính đông gió bởi Emo. Ultimate. Levi đang chạy. Ultimate một cú chiến bại quá nè. Và đó là đổ thanh Ultimate, nhã logo game luôn. Cái boss mạnh nhất là cái boss 4 người. Một cú chiêu cuối lốc xoáy tử vong được tung ra. Nhưng cuối cùng Mia là người nằm xuống một tình hôn gió. Và mạng tiếp tục rơi vào tay của EasyLove. Với một con Raven 3-1-4 cực kỳ sát sao. Quá cánh boss của Team Well gãy hoàn toàn rồi. Quá khó dành cho Team Well. Đây là tình huống mà Sparta đang cố gắng nghĩ rằng là anh ta đang mạnh hơn so với Kia. Nhưng mà khi Kia có được đủ lượng sát thương trả ngược trở lại và anh ta lần này kích hoạt hai lần lúc vuốt lôi hùng để có thể tung ra một lượng sát thương đầu ra khiến cho Sparta gặp nhiều bất ngờ. Và Sparta pha này không thể nào sống được. Bên phía của Team Well cố gắng là gỡ gạt lại bằng cách là cử Killer Queen lên bắt Kia trong nhiều sau, bắt được Pierre, bắt vào người của Emo. Anh ta không còn tốc biến và anh mất luôn phi hồ. Một cú mơ tên lửa được xảy ra và mạng rơi vào tay của Rumble, trong tay của Pierre. EasyLove muốn phản công Levi tới tốc biến gọi bão làm trái thành công. Ultimate bị giữ chân lại, một rìu, hai rìu và đó là mạng dành cho EasyLove. Atomic đang rất nghèo, một cú nổ hòa tấn công thẳng người Killer Queen. Anh ta bị hất tung, anh ta bị lốc xoáy tử vong. Ôi, ác đạn thật sự, một cú gọi bão được dựa để tấn công thẳng vào trụ. Bên phía Team World đang mất hoàn toàn rồi. Mà họ đã mất đi ở trận đấu ban đầu và khiến cho cái lượng tiền nó bị giảm đi. Nhưng bây giờ Levi tấn công thẳng người Ultimate, anh ta bị lập cho, anh ta bị gọi bão, anh ta bị hôn gió, anh ta mất tốc biến để chạy. Nhưng đó là siêu hồn giáng thế và đó là một mạng, nhưng Levi đang che chắn sát thương trụ. Kia tới bên phía bên này thì sao, để Ultimate lao lên và có một mạng trả ngược lại cho Sparta. Nhưng Kia quá trâu, EasyLove tới, anh ta cầm hai rìu trên tay cực kỳ lực, một cú định mệnh vẫy gọi và đó là mưa tên lửa được xảy ra thật cực kỳ đẹp vào hai người. Nhưng Kia chống chịu, Kia đây là một cú đi tốc hành, anh ta không có tốc biến, anh ta đi bộ và anh ta nằm xuống, mạng hạ gục rơi vào tay Killer Queen. UD trong tay của Kia thì đó là một khoảng thời gian rất là dài và chúng ta cần có được thời gian để kiểm chứng là hợp lý không. Định mệnh vẫy gọi tung ra, định mệnh lao vào tấn thẳng vào người của EasyLove và ta đứng hình luôn. Chơi thật sự rất lớn khi dịch chuyển quay ngược lại là hàng Baron. Đội hình của Gam biết thì chưa, đã có những cú viên chấm hỏi khi Queen đi ra. Anh ta đã phát hiện đội hình của Gam đứng ở đây và Gam vẫn tiếp tục giữ ra Baron. Ultimate sẵn sàng với cú bài vàng. Queen lao vào, anh ta tấn công thẳng người của Levi. Levi cực kỳ thấp máu, một cú mưa tên lửa được xảy ra và đội hình của Gam quay ngược trở lại tấn công Queen Sparta. Một cú nổ hoa ba người, Ultimate mất thanh tẩy để chạy. Levi dùng chiêu cuối quay ngược trở lên hội quân tấn công hai cùng Queen Sparta. Killer Queen đang cô độc, Kia đang quẩy bên kia. Ultimate hại cùng một người đó chính là Elio. Bên này cũng đã có người nằm xuống. Emo quay lên, anh ta chưa tung ra hồn gió của mình và đội hình của Team Well tạm thời ngăn cản được pha Baron này. Và đường giữa sẽ là mục tiêu mà có thể Team Well họ muốn lấy công trình. Và bên phía của Team Well có một bước di chuyển ngược trở lại, họ muốn đổi Baron để cho bên phía của Gam có được linh hồn đồng hóa kỹ. Và Gam quyết định không để con Baron này free, họ di chuyển 5 người lên nhưng tốc độ là không kịp và Team Well có được Baron. Vậy thì họ sẽ đẩy ở đường giữa hay trang đẩy?
thời gian lùi về đường giữa đang được che chắn bởi Levi. Levi sẽ khiến cho cái thời gian lùi về đường giữa của Team Whale sẽ bị chậm lại. Và từ đó thì Gam họ sẽ có được cái trụ thứ hai ở đường giữa này. Bắt buộc phải buông bỏ cái trụ hai ở khu vực đường giữa. Trong khi đó Optimus cũng đang có một nhịp di chuyển tương đối thông minh. Anh ta có Bullet Baron, anh ta đang đẩy khu vực đường trên. Tốc độ đẩy của anh ta tôi nghĩ sẽ là hơi tương đối mạo hiểm. Anh ta vẫn ngồi dưới cuối, hoàn toàn có thể xin dưới cuối. Và bắt đầu đầu dòng dung dưới cuối để có thể tìm cách thoát về. Đã dung dưới cuối rồi và thoát khỏi tầm tấn công của Levi. Ít nhất là anh ta vẫn có thể an toàn. Đây là tình huống mà Optimus rất hay sử dụng khi mà anh ta có được độ cơ động đến từ con TF này. Đây là kỹ năng ở với thi đấu này. Và hai thành viên của Gam đang bị vây bắt. Một cú bổ đầu tiên thành công, một cú gọi bão muốn tấn công một người Killer Queen hay chăng đây. Anh ta nhảy vào để lùi về, nhưng phía bên này có Imo đón đầu nha. BA gặp nguy hiểm nhưng có Artemis với định mệnh vây gọi sẵn sàng để có hỗ trợ đủ đủ đầm đinh. Và đó là một cú mưa tên lửa. Và Kia bị giữ chân lại, định mệnh lao lên với Optimus. Anh ta giữ chân lại vì Kia nằm xuống phía bên kia. Gam mất người, Gam đang chạy, Gam cần phải tháo chạy. Optimus vẫn tiếp tục cầm thẻ vàng. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Tiếp tục là Levi. Levi cần phải chạy và ta tỉnh rất nhanh với cái linh hồn rồng hóa kỹ của mình. Nên là để xem Gam. Như vậy là Gam quyết định không ra Baron mà họ quyết định là muốn cạnh tranh. Và ra bị tốc biến giữ chân lại, bị dính hôn gió, ta bị tấn công và hồi máu rất nhiều. Bật định mệnh với kia Killer Queen tìm kiếm một người Galio. Anh ta có mưa tên lửa hỗ trợ, một cú đô hòa hai người, nhưng lượng sát thương bồi vào là không đủ. Levi là người đầu tiên mà đâm xuống. Optimus tìm kiếm được emo của Easy Love. Anh ta mất tốc biến và đổi mạng với đường giữa đối phương. Phía bên này Kiaya đang bị dí bởi Killer Queen và đội bên phía kia đang truy đuổi người của Easy Love. Mất tốc biến lên để truy đuổi và đó là màn chấm dứt. Team Well em không hơi khó, tôi nghĩ hơi khó bởi vì còn Kiaya. Nếu như Killer Queen đang có kéo, anh ta không cho Kiaya về, không cho Kiaya về là sẽ vẫn còn cơ hội end game. Kiaya đã cố gắng chạy về, Killer Queen đuổi theo và Kiaya sẽ làm được gì đây? Nhà lính khu vực đường giữa đã có dành viên của Team Well, họ sẽ tiếp tục bốn người tấn công vào khoảnh khắc một đều là sẽ có dành cho phía của Team Well. Chẳng là Kiaya đang vùng vẫy trong vô vọng như bốn thành viên đối phương và quét sạch dành cho Team Well. Elio hồi sinh. Emo đang di chuyển vào, anh ta có thể sẽ gặp nguy hiểm và người đang di chuyển tới đó chính là Easy Love. Easy Love lần này không có tốc biến và anh ta sẽ có thể bắt gặp Spada ở đây. Spada đã bị lộ tầm nhìn rồi, định mệnh được tung ra. Easy Love thẳng lên. Một cú đồ hoa rất đẹp vào người hai người. Optimus là người phải nằm xuống. Con rồng sẽ là mục tiêu. Rồng ngang tuổi dần Team Well. Spada bổ. Spada có double kill. Spada đuổi truy đuổi vào người của Levi và đó là Emo. Spada tiếp tục đánh. Spada tiếp tục quẩy. Spada tiếp tục chặt. Và đó sẽ là triple kill dành cho Spada. Quad kill! Và endgame! Và sẽ là endgame dành cho Team Well! Chắc chắn rồi, bên phía của Team Well sẽ thể hiện tới vườn endgame khi mà Spada quá khỏe. Anh ta như một con quái vật ở thời điểm tại với linh hồn rồng ngàn tuổi. Anh ta đang dọn dẹp những đội lính. Các thành viên của Team Well đang bắt đầu tiếp cận. Kia cố gắng là dùng 2R của mình để có thể xóa sổ đội lính. Nhưng vẫn còn một con lưu siêu cấp ở đó. Kia Gia nằm xuống chăng, anh ta chưa phải nằm một chấm máu, đã phải nằm rồi. Và hai thành viên của Team Well kết thúc ván đấu. Vẫn còn lính siêu cấp ở đây và sát thương chắc chắn là sẽ đủ Elio hồi sinh. Nhưng có lẽ một mình anh ta là hơi khó để có thể phòng thủ ở trong tình huống này. Và tỷ số sẽ là một đều, một ván thi đấu mà Team Well họ gặp bất lợi ở giai đoạn đầu ván đấu. Nhưng khả năng setup, khả năng macro của họ, đặc biệt là tình huống đổi rồng lấy Baron,